Thông tin từ Trung tâm Can thiệp Tim mạch và Điện sinh lý Bệnh viện Nhi Trung ương, một bé trai 26 ngày tuổi nặng 3 kg vừa được cứu sống nhờ kỹ thuật đối điện điều trị tim nhanh. Lần đầu tiên tại Việt Nam, kỹ thuật này được thực hiện trên trẻ sơ sinh như vậy. Ghi nhận nhanh của phóng viên VTC14 trong chiều ngày hôm nay. Bé Vũ Chính Dương, 26 ngày tuổi, quê Hải Phòng, được chẩn đoán bệnh tim kết hợp thông sản nhĩ thất toàn bộ và hội chứng Wolff-Parkinson-White, tức là một hội chứng rối loạn tim nhanh do tồn tại đường dẫn truyền dung điện bất thường bẩm sinh trong tim. Theo chẩn đoán của các bác sĩ tim mạch chuyên sâu về rối loạn nhịp, thì đây là một ca bệnh rất hiếm gặp nhưng rất nguy kịch. Trẻ có thể tử vong do suy tim nếu cơn tim nhanh không được kiểm soát hoặc có thể đột tử bất cứ lúc nào nếu xuất hiện loại loạn nhịp nguy hiểm. Sau hội chẩn ngày 23 tháng 9 năm 2015, tại Trung tâm Can thiệp Tim mạch và Điện sinh lý Bệnh viện Nhi Trung ương, ekip can thiệp đã tiến hành thủ thuật can thiệp điều trị cho bệnh nhân. Trong quá trình làm, các bác sĩ đã phải cấp cứu cắt cơn tim nhanh nhiều lần. Mỗi lần cơn tim nhanh xuất hiện, bệnh nhân lại tím tái, huyết áp tối đa tụt thấp chỉ khoảng 30mm thủy ngân. Rất may mắn là ca can thiệp này đã thành công tốt đẹp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là đối với lại trẻ nhỏ mà dưới 15 kg, khi điều trị bằng kỹ thuật mà can thiệp đốt điện hay là điều trị bằng dòng điện sóng cao tần điều trị loạn nhịp, thì cái tỷ lệ mà biến chứng, tỷ lệ tai biến, tỷ lệ tại vong, tử vong nó cao hơn so với lại trẻ lớn và so với lại người lớn. Chính vì vậy là cái kỹ thuật này nó chỉ được thực hiện ở đối với những trung tâm tim mạch lớn và bởi những bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm. Đây là trường hợp bệnh nhi nhỏ nhất bị loạn nhịp tim nhanh nguy hiểm được cứu sống bằng công nghệ cao ở Việt Nam. Và cũng là một trong rất hiếm những trường hợp trên thế giới được báo cáo. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho đến nay, hầu hết các rối loạn nhịp tim đều được can thiệp điều trị thành công ngay từ thời kỳ sơ sinh.